2. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vô Địch. Mình là Vi Tào Lao, chào đón Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo hạng 3-3 đôi công phát trắng giữa Tý Châu và Dũng Lai. Phụ cho Dũng Lai gồm có Hải Mập và Tiên Bơm. Phụ cho Tý Châu có Sang Phan Rang, gọi là Sang La Làng cùng Mạnh Long. Còn ekip bên kia quần trắng, áo đen, quần đen là ekip của Khanh Super. Hiện tại đang bất ngờ xuất hiện tại sân bóng Trường Xanh, cổ vũ người đồng đội của Khanh Super ngày xưa là Tý Châu. 1-0. Dũng Lai pha chấp thời cơ của Tý Châu. 2-0. Tý Châu phát bóng ăn đẹp trực tiếp. 3-0. Dũng Lai. Dũng Lai bắt lưới. 4-0, Tý Châu không có lưới. Và kết thúc đầy quy lực của Dũng Lai. 1-4. Mấy ai? 1-4. Bóng ngoài rồi. Hải Mập quá nhanh. Phá bóng này ngoài và Hải Mập quá nhanh. 5-1. Tý Châu phát bóng hồng. 2-5. Quá tuyệt vời cho Tý Châu pha bóng vừa rồi. 6-2. Một pha chắn đường y của Tý Châu quá tuyệt vời. 7-2. Tám ba đội sân.
Sang Parang biệt danh là Sang La Lạng, có thể nói là tinh thần samurai của gia bang Nhật Bản. Rồi. Nói về cái bàn lôi hết ra rồi muốn. Cái gì? Muốn một anh. Này bây giờ này Sang, mà đỡ luôn anh. Tại sao Rồi. Lên xuống cầm sát thủ luôn. Về luôn chứ. Chi? Anh rửa nghe lời anh đi. Rồi cho luôn. Rút kinh nghiệm với những set đầu tiên. Bây giờ đang căng ba rồi. Đúng rồi. Mắt cái bàn. Đúng rồi. Cái bàn tôi này đúng rồi. Trên bông. Tí Châu và Thọ Bá Cha cùng Minh Long đã rút kinh nghiệm cho mình được bài học. Hiện tại bây giờ có Sang Phan Rang La Làng căn ba bắt bước một của Dung Lai. Ramon Bun Chinh Bôn Dung Lai đánh bóng ngoài. Đường em lấy sao? Cái đầu nó có suy nghĩ vô cái sang ban được chứ em đâu. Hồi nãy ai chị hai cái set 44 kia cho thằng me được anh Dũng Lai. Ai chị hả? Căng ba rồi cho chắc là cũng không quên anh. Năm mười. Quá hay cho Sang. Một pha bóng mậu bên của Dũng Lai. 60. Bác mạnh chứ nữa Dũng ơi. Bác mạnh chứ nữa bạn ơi. Bác có nói tôi chưa đỡ kiên tôi đâu. Điếc. Quá hay. Vẫn còn. Tiếp tục vẫn còn. Thật sự quá tuyệt vời cho Khang. Và cuối cùng là Dũng Lai. Thật sự Sang Phan Rang quá nhanh. Quá nhanh những tình huống như thế này. Tốt rồi. OK. 70. 70 hay 80 à sao? 70 80 à. 70. Đó. 6868 bốn lần. 6969 hai cái đó, bóng chuyền xanh, bóng chuyền bóng nhà này kia. Nó bay luôn.
đó là anh nằm bên ta anh chào. Đồng lâu nó hơi thôi. Bảy mươi. Một cú đè tay chân của Dung Lai đầy quy lực. 11-7. Đập môi Ràm Bi. Quá ghê cho Dung Lai. Một pha đường chéo à. Nặng ký của Dung Lai. 81. Bông tốt. Bông tốt trên 11. Để em tự tin anh vô. Chưa biết điều gì đang xảy ra. Ngoài đứng ngoài bỏ. 5-5-5 phải lấy vô sao? Lấy vô tí muốn chết rồi mà. Để nó anh. Bé quay nè. 9-11. Mười mười một. Pha chuyền quá thu vừa theo. 10-11. Tốt rồi. Chưa biết điều gì đang xảy ra. 10-11. Có vẻ như Tý Châu đang xuống sức nha các bạn. Tỷ số gác 10-5. Vậy ta bây giờ là 12-10. Dũng Lai đang dùng lên quá mạnh mẽ. Y dạy là đụng luôn anh Tý. Một quả chém chéo à, quá hay của Dung Lai. Mười một, 12. Mười hai đều. Thể lực, thật sự mà nói, thể lực thì Tý Châu không bằng lại Dung Lai. Mười hai đều. Đập bi. Dũng Lai phá bóng hồng. Mười ba, 12. Quá hay cho Tý Châu. 14-12. Y như em vậy. Thời điểm em canh thời điểm tốt lắm. Nè,
ba đứa luôn. Đây đây cho anh nước sắp chết. Các bạn lại thấy nào? Tí Châu đã trọng khu. Còn xa xa đằng kia là ekip của Khánh Super. Hiện tại bây giờ đang tới sân bóng Trường Sinh để nung đốc tinh thần ủng hộ cho người đồng đội mình năm xưa là Tí Châu cùng bãi biển Bầu Cát Tây Bình ngày nào nghe các bạn. Ôi vậy chị đắm em chưa lời giấc. Không bao giờ phải dùng những người không đi được. Nó có bạn làm tới cái đám hết đại rồi, hết tới tiền nha. Để em quyết định cái này luôn nha. Rồi, 16 là anh, ý là nó có bạn làm cái trăng. Mấy à, 15 đúng không? 14, 12, 42, nó có bạn làm tới cái trăng hết tới tiền nha. Ê, dạy em tủ lên. Lọt chăng Tí Châu. Tỷ số tại giờ là 13-14. 13-14 nha các bạn. Tí Châu giữ tầm phá bóng gì rồi. Thật sự Dũng Lai và Tí Châu đã rất thấm mệt rồi các bạn ơi. Cả một ngày nay thật sự rất mệt các bạn à. Đôi công phát trắng vừa lên vừa công vừa trắng vừa phát. Thật sự rất mệt. Chỉ có Sang Phan Rang La Làng là người khỏe nhất thôi. Sang là người không phổi của bóng chuyền phổi hiện tại bây giờ. Không có phổi sao sống trời. 15-13. Nếu là không có chở em thì các em ba đúng cái đường hơi xuống sân. Đúng cái đường không ra ngoài không có lưới cho em chịu em. Em đứng em anh đảng không anh? Điểm mấy anh? 53 anh. Tí Châu đã bắt bài đường chéo à. Và Dũng Lai đã bạc tới chân Tí Châu bài ba bài. 14-15, hai trái BNT. Hai trái BNT cho Tí Châu. Hiện tại bây giờ Tí Châu và Dũng Lai gặp nhau ngày nay tổng cộng 4 set nha các bạn. 2 set 33 và 2 set 44. Phần thắng thuộc về ai? Các bạn hãy chờ xem clip của Đình Lâm trên kênh YouTube nha. Thật sự thể lực sức khỏe Dũng Lai hơn hẳn Tí Châu với những cú phát đầy quy lực của mình. Vậy tại bây giờ Tí Châu rút kinh nghiệm đang căng ba dàn hàng ngang ra rồi các bạn ơi. Tí Châu Tiên Bơm Hải Mập đang hội với nhau. Rồi. 14-15. Bóng ra ngoài. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Tí Châu đã vào bờ quá an toàn. Xin chúc mừng Dũng Lai và Tí Châu có cuộc hẹn hò tại bóng chuyền xanh. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe bình an. Tí Châu đã chiến thắng
người đồng đội của Tiến Châu năm nào? Khanh Shipper đã ủng hộ và động viên cho Tiến Châu. Không biết Khanh Shipper ngày nào sẽ trở lại sân giống như Tiến Châu. Tình hình kiểu này chắc chia tay sớm quá. Hiện tại bây giờ chắc Sầu Riêng đang gặp Khanh Shipper nói gì khô. Quá ghê gớm. Đứng đi để anh chụp qua anh gửi qua luôn cho. Ghê gớm là gớm gây. Đây. Đấy. Nhìn đây trước nè anh Sen, nhìn đây trước nè máy mình nè. Ok. Rồi xin chúc cho Khanh Shipper cùng mọi người luôn sức khỏe, may mắn. Đâu?